chào toàn thể đồng bào cả nước. Hôm nay mình đang ở đâu thì đéo biết, nhưng đây đốt và đốt. Má mày mấy con chó, đồ chó ở đây thằng Khải nó đặt tên người không à. Bởi vậy đồng bào nào mà lên đây thì cũng đừng có bỡ ngỡ khi tên mình nó giống tên chó. Nhưng mà không sao, cũng là chó, nhưng mà tụi nó rất là thân thiện chứ không phải như những con chó khác mà mình đã từng gặp. Mẹ đến nơi nó tưởng nó sủa, nó dí đồ, nó giống như kiểu mà mình đi ăn trộm vậy. Chỗ á, không lẽ lên lấy xăng xe đốt trời. Chết. Bữa mình có đọc được một quyển sách thì thiên về mỹ thuật. Ở trong đó có một câu nói. Đó, đừng sủa. Một câu nói là đối với một bức tranh thì cái nét vẽ đầu tiên là cái điều khó khăn nhất. À, giống như kiểu mà nhúm lửa cũng vậy, để cho nó bén được lửa thì nó cũng rất là khó khăn. Và cứ thôi làm sao cho nó cháy là được rồi. Không cháy bố mày lên, bố mày lấy xăng, bố mày đốt. Thực ra thì đây là những ngày mà mình cảm thấy nó sao ta, nó rất là yên bình. Tối hôm qua ăn cơm mà ăn hoài ăn đâu tới 5 chén cơm lận. Má ăn đến nó Thái nó nhìn mà rồi nó kêu đi mẹ ông này ăn nhiều thế. Bây giờ là mình sẽ đi lấy xăng ha. Chiu. Lấy về. Ồ, thì đây nó cũng chẳng phải là chứng tỏ khả năng khả nũng gì cả. Vấn đề là cái cuối cùng bằng được cái gì? Cứ thả trôi cảm xúc của mình thôi. Được cái gì thì được. Chả sao cả. Chiu, chạy. Đây là con dao mèo. Nó hôm qua chặt hồi cái cây. Đang chặt cái hồi cái. Thấy một cái cán không? Để biết cái lưỡi nó bay đi đâu. Lên kế hoạch cho cuộc sống thì cũng tốt thôi. Có cái để mà có cái gọi là niềm tin để vin vào, để hướng đến. Nhưng mà không lên kế hoạch cho cuộc sống thì cũng chả sao. Nó đẩy đến đâu, nó đưa đến đâu thì mình đi đến đó. Ai để tôi đẩy mà ai để tôi đưa. Cũng đâu có nhất thiết là phải ngày hôm nay mình phải đến được cái đích này, ngày mai sẽ đến được cái đích kia. Với một thói quen của đa số người thì sáng nào cũng phải đi ỉa. Đó là mục đích hàng ngày. Và tối sớm hay muộn thì cũng phải đi ngủ. Cái loạt mà xàm xô của mình nó xàm lông về cuộc sống á, thì nó cũng chả có chủ đề kỹ khôi gì đâu. Nó cũng không có bài học giá trị cuộc sống gì trong này đâu. Chẳng qua là mình thích thì mình làm thôi. Còn giá trị cuộc sống của bạn là gì? Đó là cái điều bạn cần phải tự nhận ra. Còn nếu bạn không nhận ra thì cũng được, không sao cả. Dù muốn dù không thì chính các bạn đã tạo ra cho cuộc sống này, cho mọi người xung quanh một cái giá trị nhất định mà bạn không có nhận thấy được. Bởi vì sao? Bởi vì đa số con người ta khi làm bất cứ một điều gì, họ đều làm hết khả năng, họ đặt hết tình cảm, họ đặt hết công sức của họ vào đó. Và giá trị hay không là do ở người đón nhận. Ví dụ như một cục cức ở thành phố thì nó gọi là một cái điều đó gì đó ô uế, thiếu văn hóa, thiếu mỹ quan đô thị. Nhưng các bạn hãy về cái vùng này, sáng sớm dậy nó không phải là hương rừng cỏ dại đâu, mà hương cứt heo. Ta lấy cứt heo người ta làm, người ta bón xuống đất để người ta trồng dâu. Mình thì chả bao giờ mình nghĩ đến điều đó cả. Ngay cả cái clip này cũng vậy, mình nói thì mình chỉ nói xàm xàm thôi, ai thích thì nghe mà không thích thì coi. Chứ mình cũng chẳng nghĩ là mình sẽ đem lại cho các bạn một cái góc nhìn mới hay là một cái bài học gì đó giá trị về cuộc sống này đâu. Không hề, mệt mỏi lắm, tôi không thích làm những cái chuyện đó. Tôi chỉ thích làm những gì tôi thích, và những gì tôi thích thì tôi sẽ làm rất là hay ho. Giống như cái mồi, cái bếp, mồi quạng cháy, mặc dù mình đã cho xăng vô.
Hạnh phúc được góp nhặt trên những chặng đường lang thang mà chẳng cần được đến. Khi mà đến đích thì nó cũng kỳ lắm, nó cảm giác nó lại là thói quen. Khi đến đích rồi, ai cũng ít nhiều, dù ít dù nhiều, bạn sẽ nghĩ là chết mẹ rồi, đến đích rồi, bây giờ mình sẽ làm gì nữa. Giống như hồi đó tôi đi bộ xuyên Việt thì cái ngày đến đích không phải là xuyên Việt đâu, nó có 1.800 á, xuyên Việt tới 2.000+ luôn. Thì khi mà tôi đến đích rồi tôi sẽ nghĩ, nếu mà tôi đến đích rồi, kết thúc chặng đường 1.800 cây số quốc bộ, thì ngày hôm đó sáng, ngay cái sáng hôm đó ngủ dậy thì mình rất là bị hụt, mình bị hụt hẫng thật sự. Hụt hẫng là vì cái gì? Là vì mình không còn được đi nữa, còn không còn được ngày mỗi ngày thức dậy mà 50 ngày liên tục như vậy, không còn mỗi ngày mình toàn ten trên võng ở một cái xó xỉnh hay là một cái bụi cây hay là một cái khu rừng nào đó, mình không còn được đi nữa và chân mình không còn được cảm giác đó không phải là cảm giác đau mà cảm giác gì đó, không hiểu. Đến giờ mình vẫn chưa hiểu được cảm giác lúc đó, cái chân lúc đó nó như thế nào, là cảm giác gì. Nhưng mà thôi kệ bà, nó cảm giác gì thì nó cũng là cảm giác. Ô ô ô ô. Hạnh phúc của bạn là gì? Hiện tại của tôi là đốt được cái đống lửa này để làm gì tí nữa sẽ biết. Và cuối cùng nó đã cháy. Đây, thành quả của tôi. Đó, tôi gọi hạnh phúc trong hiện tại, ngay lúc này, ngay cái thời điểm này, đây là hạnh phúc của tôi. Khả năng tôi có thể đốt được đống lửa, niềm tin tôi tin rằng tôi sẽ làm được, tình cảm của mình là cái gì thì đó mỗi người sẽ tự định hình. Xin chào và gặp lại ở số tiếp theo. Làm gì với cái đống lửa này? Nhớ subscribe và đón xem những cái clip xàm lông về cuộc sống của tôi nhé. Ở đây nó không có bài học gì đâu, nó chẳng qua là thì mình làm thôi. Bye. Có một vài người sau khi biết tôi có một chuyến đi bộ 1.800 cây thì họ tỏ ra khá bất ngờ, họ tò mò, họ hỏi tại sao, bằng cách nào cũng có thể làm được như vậy.